Chồng đăng ảnh vợ nhờ Photoshop cho lung linh, các cao thủ đồng loạt lắc đầu không nhận. What? Dân mạng thường bảo nhau chớ dại mà mang ảnh riêng tư của gia đình lên các hội nhóm nhờ chỉnh sửa ảnh. Bởi lẽ dù trong ao hồ nhiều cao thủ ẩn thân có thể biến hóa bức ảnh trở nên lộng lẫy hơn, nhưng cũng có cả những người chỉnh sửa theo phong cách hài hước châm biếm. Bức ảnh tử tế rất có thể hóa thành ảnh chế. Nhưng anh chồng nọ vẫn bất chấp đe dọa của dân mạng, xông vào giữa chiếu của các cao thủ Photoshop, đăng ảnh mình chụp cùng vợ, nhờ vả họ chỉnh ảnh. Yêu cầu rất đơn giản, vì là ảnh kỷ niệm 1 năm ngày cưới, anh mong mọi người sẽ lòng giúp mình một khung cảnh gì đó cho lãng mạn. Trong ảnh gốc mà anh chồng đăng lên, chiếc bánh kỷ niệm được đặt lên chiếc bàn nhựa tuềnh toàng, sau lưng là bạt cũ tăng lên, trông có vẻ ở công trường xây dựng. Dưới đất chỗ để hộp đựng bánh, chỗ thì chất mấy túi quần áo và chiếu, chỗ lại có bát đũa để đựng chén nhỏ uống trà. Có lẽ thấy background hơi ngổn ngang, anh chồng muốn nhờ tạo khung cảnh khác cho đúng tinh thần kỷ niệm ngày cưới. Nhưng hàng nghìn bình luận ở bài đăng này đều từ chối chỉnh sửa. Lý lẽ của họ là bản thân bức ảnh và khoảnh khắc này đã quá đẹp rồi. Hãy nhìn vào nụ cười thật tươi của cặp đôi trẻ mới cưới, nhìn vào dáng ngồi của anh chồng. Bên ngoài thì mở rộng tay, bên cạnh vợ thì đặt tay lên vai như che chở. Nhìn vào cách cô vợ hơi ngả người vào lòng chồng và ánh nến lung linh tỏa ra từ nến cắm trên bánh gato, khó mà kỹ thuật chỉnh sửa nào có thể tạo ra được. Đặc biệt hơn cả, trong không gian chưa rõ là ngôi nhà mới sắp xây hay là một công trường xây dựng, họ vẫn cười thật tươi bên nhau. Có lẽ chính sự đáng yêu hồn hậu đó đã khiến cho các cao thủ Photoshop đồng thuận với nhau rằng không cần cầu kỳ bày vẽ gì thêm, bức ảnh gốc đã đẹp nhất rồi. Ngay cả những người hay đùa cũng không nỡ phá hỏng khoảnh khắc ngọt ngào này. Mỗi người có cách định nghĩa từ hạnh phúc khác nhau, riêng mình nhìn vào bức hình này mình thấy hạnh phúc rồi. Có bên nhau lúc vất vả như thế này mới thấy yêu thương nhau như nào. Niềm vui thật sự nó ở trong trái tim mỗi người rồi, chứ không cần phải cầu kỳ nữa. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.